Chào các bạn nhé. Âm ly Zhang Wu PA506N, âm ly 4 kênh. Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái ban bệnh mình hay gặp nhá. Mình đính chính là mình hay gặp trên cái âm ly này, nó có một cái nhược điểm của nó. Thì chiếc âm ly này theo thông báo của khách ấy là một về kênh 12 thì nói nghe ok to, còn đâu kênh 34 thì mất. Các bạn nhá. Mất hoặc nói rất bé. Mình định chính cho mọi người là bị như thế nhá, thì mình đã cho tín hiệu vào. Mình đã cho tín hiệu vào nhá. Từ cái máy nghe nhạc của mình này và mình bật cho chúng ta tham khảo nhá. Mình bật on này thì chờ chút chút dưa le sẽ đóng. Đó. Đó nó dưa le đóng kêu tạch thì nó bắt đầu có tín hiệu ra loa, còn khi bật cái là nó đã có tín hiệu vào rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá. Master của phần music, đây là chỉnh của music của 12, còn đây là music của 34 các bạn nhé. Thì cân bằng ở giữa này, còn đây là của phần mic thôi. Còn bên này thì là chỉnh master khi đã trộn với cả mic của kênh 12, còn đâu đây là master của kênh 34 khi đã trộn với nhạc và music nhé mọi người nhé. Thì mình đang chỉ chỉnh thử bằng nhạc thôi. Thì bây giờ mình vặn về mo hết này thì tất cả cái đèn không sáng nhé, mình bẻ để ở giữa này. Thì chúng ta sẽ thấy là hai cái đèn này nháy. Mình giảm đi thì không rồi. Tăng lên là có nhá, mình còn cái dưới nhá. Và nền vừa nãy nó lên được cái bé bé này giờ lại trở lên được nữa. Tóm lại là nó vẫn có tín hiệu vào và hiện tại nó đang khuếch đại nhá. Để tắt điện đi cho mọi người nhìn. À đấy nó chuyển bài đấy các bạn ạ. Thì đây nhá, bây giờ phía đằng sau thôi để giữa thôi, không thì nó lại lỗ loa của mình. Đây là bên này thì có tín hiệu. Đây có thể vặn bên này thì nó sẽ to hơn nhá. Mọi người nhá. Ở đây vặn hết cỡ bên này luôn. Sau đó cho master này đi. Đây là cho để ở giữa nhá. Mình đang để giữa đấy, nhưng cái bên này thì không có nhà, không có cái ấy gì cả. Vừa nãy nó có nhỏ 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 ở đây, giờ chả nhảy nữa. Buồn cười ghê, có thử cho mọi người tham khảo. Thì đây là những cái ngõ ra nhá. Thì mình sẽ test thử này, mình sẽ lấy một cái loa của mình test thử nhá. Thì bên này là 1, 2, CS1 ra, CS2 ra nhá. Đây là kênh âm ly 4 kênh riêng biệt đấy, chứ không phải đồ giả là nó ấy đâu. Mình lấy mát, mát thì nó là chung nhau của dây đen rồi. Thì đây là một chiếc kênh CS ra này. Anh nghe ok nha, tiếp theo kênh này nữa này. Như vậy là hai kênh như người ta mà nói là hai kênh CS1 CS2 là nghe ok nhá. Nhưng bắt đầu CS3 4 này. Mình thử CS3 ở trên trước nhá. Nó rất bé luôn. Thảo nào khách bảo không nói mình tăng nó lên này. Tăng hết cỡ đấy, nhưng mà chúng ta sẽ thấy ấy, nó sẽ phải có cái âm sắc. Cái led nó nháy phía trước phải to thì tiếng nó mới to được các bạn nhá. Tiếp theo này. Âm chung rồi, mình sẽ thử CS4 nhé. Thì cũng bé như thế. Mọi người nhé. Thì nói qua về cái ban bệnh này để mình rút điện ra, mình nói cho nó rõ. Mình bật điện lên nhé, để nhìn cho nó sáng nhé. Cố dùng gần lên cho mọi người nhìn này. Cái vị trí mình hay gặp hỏng ở đây ấy, đó chính là cái công tắc này. 10 cái âm ly PA506 đến mình ấy, thì phải đến 9 cái là do sự cố về lúc thì mất kênh này, lúc thì mất kênh kia hoặc tiếng nhỏ tiếng to, đó chính là cái công tắc này. Cái công tắc này nó có tác dụng gì thì mình có thể giải thích cho mọi người. Máy quay thì nó không rõ cho mọi người nhìn rõ được, chúng ta sẽ nhìn nhá. Ở đây nó có music input là tín hiệu âm thanh vào, thì chúng ta sẽ thấy vừa nãy mình cắm là 12 nhá. 1 2 3 4 các bạn nhá. Nếu mà chúng ta cắm nó là âm ly 4 kênh mà là chúng ta gạt sang bên này các bạn nhá, thì tín hiệu âm thanh vào 1 thì nó được khuếch đại ra 1, vào 2 ra khuếch đại ra 2, 3 ra 3 và 4 ra 4, nó riêng nhau hết mọi người nhá. Âm ly 4 kênh riêng biệt mà. Đấy nó riêng là như chúng ta thấy này, 1 và 1 này, 2 và 2 này, 3 và 3, 4 và 4, 4 ra 4 này. 1 ra 1, 2 ra 2, 3 ra 3, 4 ra 4, quên mất. Nhưng khi mình gạt sang bên này nhá. Mình gạt sang bên này thì chúng ta sẽ hiểu ấy là vào 1 thì sẽ là ra vào 1 thôi, nhưng mà ra 1 và 2.
Tức là vào đây sẽ ra đây kiểu như stereo thôi, hai kênh thôi. Tức là tín hiệu chỉ cần vào một thôi thì nó sẽ khuếch đại cả CS1 cả CS2 chung nhau các bạn nhé. Và vào hai thì nó sẽ là khuếch đại của ra của là 3 và 4. Đấy, hai này. Để mình nhìn xem có đúng không nhỉ? Thôi không giải thích nữa, tóm lại là cái công tắc này bên trong nó có rất nhiều những cái tiếp điểm và nó lâu năm nó bị xỉn rỉ dẫn tới nó tiếp xúc tốt và nó gây ra cái van này, đó là cái tín hiệu nó không thông qua được, không đi thông tín hiệu vào này, không đi thông qua nó được và dẫn tới là nó tới mạch công suất nó yếu và nó xảy ra cái van như này nhá mọi người nhá. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra mình xử lý cho người ta, mình gặp nhiều lắm mọi người ạ, nên video này mình lại gặp lại. Ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi sửa con này là một con này với cái lỗi khách bảo như thế, và một con nữa hình như cũng PA 506 xịn kia, con kia thì là bảo này không mic không bắt tác dụng, nên là mình sẽ làm cái video mic PA 506 mà mất mic cả hai mic. Bạn nào muốn tham khảo thì cứ theo dõi kênh nhá, mình sẽ làm hai video riêng biệt nhau bởi vì nó là hai con âm ly khác nhau mà, của hai người khác nhau. Con này thì mất hai kênh, không phải mất hai kênh mà kênh 3 kênh 4 rất yếu và họ đều kéo cả bốn loa các bạn nhé, họ sử dụng cả bốn kênh luôn, bốn kênh nhưng mà họ toàn bật sang cái chế độ này để tạo thành stereo thôi các bạn ạ, chứ họ cũng không chia ra này, không tính chia ra là bốn cái tín hiệu riêng biệt. À, cái âm ly PA 506 này đời ngày xưa mình thấy nó chạy sò JK là tức là móc phét, nhưng mà sau này mình gặp nhiều hơn nó chạy C5200-1943, thì cái con này hình như là chạy chạy C5200-1943 nhưng nó vẫn là âm ly xịn đấy các bạn ạ. Và đa số âm ly giả PA 506 giả này thì là nó cũng giả hoàn toàn giống như này, ông anh trai mình có đây, giả hoàn toàn như này, cũng bốn kênh như này, cũng 52 có họ copy mà, nhưng mà cái chất lượng phíp nó kém, nó nhanh hỏng hơn các bạn ạ, tức là họ copy giả, copy giống hoàn toàn. Còn đâu có một loại nữa thì là nó trong bên trong nó chỉ là hai cái kênh, âm ly hai kênh thôi, nó đơn giản thôi, sau đó là nó ghi ra y biên vỏ bên ngoài giống hệt ấy, thì cái loại đấy thì loại loại kiểu là giả vỏ chứ không phải giả lõi. Thì con này thì khả năng là âm ly xịn hay sao ấy các bạn ạ, chúng ta nhìn bạn nào mà chuyên âm ly thì có thể bình luận cho mọi người tham khảo cũng như mình tham khảo xem có đúng là nó là đồ xịn đâu nhá. Từ bo music này thì cái mê nó màu lâu lâu cam như này nhá, chứ không phải màu sáng xanh trắng nha mọi người nhá. Rồi main music này, để mình xem mấy con 4558 này nó có chất không, K4558, Kia 4558 các bạn ạ. Rồi và phần công suất ở đây, hai bên bo công suất hoàn toàn giống nhau nhá, bên trái bên phải. Thì tín hiệu AC vào được chỉnh yêu cầu diode này này sẽ tạo ra nguồn đối xứng ở đây nhá. Sau đó là đây là bộ tiền khuếch đại, bộ thúc của hai bên, sau đó đưa xuống thì mỗi một kênh ấy, nó sẽ chạy một cặp sò, đó là 1943 5200 ấy các bạn nhá, cặp sò phía dưới. Cái bộ kiểu như này này. Con này vứt nhà mình lâu thế rồi mà hôm nay thử cái cũng chả giò, chả xẹt xẹt gì cả. Chả bù nhá, con ông anh cha mình phải xịt sơn phù ẩm. Các bạn ạ. Mình phải lấy sơn mình làm sấy khô đi, bắt đầu mình dùng cái sơn sơn bóng dành cho bếp từ ấy, bảo vệ bếp từ mình xịt các bạn ạ. Nên bây giờ vẫn ok, ẩm thấp là vẫn bị ẩm thấp, chả biết sang năm xem nó có bị không. Thì con này nó lỗi, mình nghi ngờ nó lỗi công tắc nên mình sẽ tháo phiên sau thôi nhá mọi người nhá. Xịn quá, cái này nó quá chặt, không tháo nổi. Xem quả anh súng này anh có bật được nó đi không các bạn. Đấy, anh này thì anh chơi cho bình bay hết, anh kia thì vẫn nhẹ yếu rồi và tháo rất nhanh, tháo nhanh như này nên hai cái đầu này của mình nó mòn hết rồi. Ô bây giờ mình nhớ con này chỉ có 6 chân thôi, mình cứ tưởng nó nhiều hơn cơ các bạn ạ, hay là model khác nó nhiều hơn nhỉ, mình không nhớ nữa. Ở bên này nó có một công tắc liên quan đến mic thì cũng không quan tâm nhá, mic này. Còn bên này đó chính là cái công tắc mình đang quan tâm đấy các bạn ạ. Đây này, gạt sang bên này là 1 và 1, 2 và 2 đấy các bạn nhá. Thì bây giờ dò qua cho chúng ta nhìn nhá. Dò một qua cho qua một chút, bắt đầu mình sẽ tháo ra mình sửa thôi chứ mình cũng chả có thay đâu mà.
Đây, mát đây là mát rồi không nói nhá. 1 2 3 4 vào đấy các bạn nhá, thì chúng ta sẽ nhìn này. Nếu mà gạt sang bên này nhá. Nếu mà gạt sang bên này ấy, thì chúng ta sẽ hiểu ấy, là cái chân này dính vào chân này, chân này dính vào chân này. Các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn này. Chân này tín hiệu này vào nhá, sẽ đi như này, sẽ dính từ đây sang đây rồi, sẽ đi như này, sẽ đây đây để đi lên mạch khuếch đại nhá, đi lên bộ bộ điều được điều chỉnh âm sắc. Tiếp theo ông này cũng đi vào như này, cũng đi về và được lối qua đây. Đó, lại đi vào này, như vậy là đây là kênh 3-4 đó nhá. Còn nếu mà gạt sang bên này, à như thế được rồi, chúng ta sẽ nhìn được nhá. Rồi hai cái này vào đây này, sẽ đi tới đây luôn. Đó nhá. Tiếp theo này, vào đây đi tới đây luôn. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy là đôi rắc này là 4 dây tín hiệu đi lên phía trên, mạch phía trên nhá. Còn khi chúng ta gạt sang đây. Khi chúng ta gạt sang đây ấy, thì chúng ta sẽ chúng bạn các bạn sẽ thấy nó như này này. Gạt sang đây thì cái này thì vẫn đi đến đây ok nhá. Cái này vẫn đây ok. Nhưng cái này này nó đi đến đây và nó đóng từ đây sang đây, nó dính từ đây sang đây rồi mà, nó tách đây ra rồi nhá. Và nó đến cái chân này. Đó. Đồng thời thì cái chân này cái đường vào này nó cũng đóng từ điểm này sang điểm này. Đấy, do nó không tiếp xúc không tốt dẫn tới là nó không tiếp được nha, công tắc ấy. Và cái giải pháp này các bạn có thể dùng RV7, các bạn xịt sạch nó đi. Cái này nó không phải là VR chỉnh mà là bên trong nó có nhíp đồng ấy. Chúng ta xịt sạch, chúng ta vặn đi vặn lại thì có thể nó ok, và tháo ra cạo sạch, trao một ít dầu nhớt vào nó, ra vào nữa thì vô bền vô đối các bạn ạ. Mình thì thường sửa lại sau có thẳng công suất, hoặc vài năm về sau họ đến vẫn cái âm ly đấy, họ sửa cái khác mà mình thấy cái công tắc này vẫn ok các bạn ạ. Đây nha, mình sẽ đo thử cho chúng ta xem nó bị như nào nhá. Và cái lỗi này thì chúng ta khi bị chúng ta có thể dùng tay, chúng ta khi nó nói bé chúng ta phải lay mạnh này thì nó sẽ tiếp từ đây sang đây ok, thì chúng ta lại nghe được to nhá mọi người nhá, thì chúng ta sẽ xác định được ở đây luôn. Cá biệt thì mình đang chia sẻ cho mọi người là cái ban mình hay gặp ở đây thôi, nhưng có thể có bạn sẽ gặp ấy, nó là chiếc áp hỏng nhá mọi người nhá, thì nó cũng xảy ra như thế. Thì đây này, chờ thông này, đấy, vừa nãy không thông này, đó gạt lên này, đấy lại thông rồi các bạn ạ. Có chắc là mình gạt nhiều và nó thông rồi, nó không thông là nó không tiếp xúc tốt đấy các bạn ạ. Đấy như này là không tiếp xúc tốt này. Tóm lại là tháo ra xử lý là ok. Đây như này chúng ta sẽ thấy nha, là khi bị đứt đường tín hiệu là sẽ xảy ra đấy nha. Và con này phía đường trước nó không có ngõ chọn vào kênh A, kênh B đâu các bạn ạ. Mà nó chỉ là có cái bộ chuyển đổi thôi. Nhiều người thì như cái anh mình cái âm ni mà mình sắp sửa cho một ông bạn, bạn cùng cùng khóa nhưng học khác lớp ngày xưa. Ngày xưa thì cái làng Nam Cương này toàn học lớp B thôi, còn mình thì học lớp A. Thế là cuối cùng thì bọn cùng tuổi mình chỉ học cùng cấp 1 thôi các bạn ạ. Bạn cùng lớp à, bạn cùng khóa đem cái âm ni y như này đến, nhưng mà nó sành với âm ni lắm nên nó cũng biết, nó cũng chuyển là nhà nó chạy 4 kênh khác nhau. Đấy. Nên nó biết là cái công tắc này bị chập chờn và nó bảo bị hỏng mic ấy, thì nó bảo là ông lúc nào ông xử mic xong thì ông xử lý cho tôi cái công tắc này, không thay cho tôi công tắc này, bởi vì thỉnh thoảng nó bị mất nó bên này, tôi thả ra tôi lay thì nó lại được. Đấy. Nó lại biết được công tắc này hỏng, nhưng đa số một số người là chỉ biết dùng mình trước thôi chứ họ không biết là tác dụng của cái công tắc này đâu các bạn nhé. Và các bạn nào mà chưa biết mà xem kênh này thì các bạn đã biết rồi. Đó, chúng ta sẽ nhìn đây là mình sẽ zoom gần lên cho mọi người này, nó sẽ xỉn như này này và nó sẽ không xảy ra tiếp xúc được này. Đây nha, cố gắng lấy nét cho mọi người biết là cái lỗi của nó nhá. Chúng ta sẽ thấy là những cái vị trí mà nó nhấp dính vào đây nó xỉn đen đây này. Nó do lâu năm do môi trường này nó xỉn đen đấy. Bây giờ mình chỉ có thao tác là mình sẽ dùng dao rạch giấy mình cạo sạch nó đi. Xong mình tra mấy dầu nhớt vào, sau đó mình lắp lại thôi thì là nó sẽ tiếp xúc cực tốt luôn nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ nhìn nó xỉn nhá. Nó xỉn hết những cái tiết đầu tiếp xúc đấy các bạn ạ. Đó, ban bệnh đấy nha mọi người nhá. Còn bác nào mà không sửa thì có thể hàn chập, biết hiểu của nó rồi, hàn chập luôn chân phía dưới.
các bạn ạ. Đàn chập phía dưới là luôn chạy ở chế độ để stereo hai kênh thôi. Mình thì mình toàn sửa zin cho người ta thôi. Quá lắm không xử lý được thì mình mới tìm cách độ chế. Nhiều bác thì không có cái này chắc là phải đi mua thay, mình chả bao giờ mình mua thay cả. Kiểu gì mình cũng mò, mình cũng xử lý được. Đấy, nó là đồng vàng đấy các bạn ạ, nhưng lâu ngày quá nó tạo một lớp xịn ố đen ở trên luôn. Cạo ra nó đồng nó vàng trắng luôn, nó vàng sáng bóng luôn này. Cũng chả cần tiếp xúc sửa hết sạch tất cả đâu nhá. Cái này phía dưới gầm này nó bẩn rồi thì kệ. Quan trọng là cái mặt trên này này, cái mặt tiếp xúc này, cái mặt tiếp xúc này nhá. Đây là do môi trường của nó có độ ẩm này, rồi nó có nhiều thứ này, và khi nó chạy qua chạy lại thì nó sẽ xảy ra những bị bẩn. Các bạn xem video của mình các bạn sẽ thấy mình hay sử dụng nhớt rất nhiều, nhớt bôi trơn quạt, nhớt đủ các thể loại nhớt. Hôm nào phải làm một lọ giờ nhớt bẩn nữa đây, nhớt dầu thải xe máy để cho vào cái này cho đỡ phí các bạn ạ, cho nhiều nhất là cái đấy. Cái hút thiếc đây các bạn ạ, nhiều người bảo cho mỡ nhưng mình chả cho mỡ, mình cứ tiện cái gì mình cho cái đấy. Ok, giờ này chắc là tiếp xúc tốt lắm đấy các bạn. Gạt sang bên này thì là hai ông này sẽ tiếp vào nhau. Đó, tất nhiên là cái này và cái này không tiếp. Bên này thì tiếp. Và mình cảm giác như cái con này không rõ là nhìn nó gì dí này hay là nó hay là nó là PA506 lắm ấy, mình cũng không biết được các bạn ạ. Mình không chuyên nó, mình không biên bán, mình chỉ thỉnh thoảng mình gặp mình sửa thôi. Khi nó cứ dỉ dí này, kể cả đồ xịn thì là kiểu gì mà bên vỏ ngoài nó sắt thì nó cũng dỉ mà mọi người nhá. Nhưng mà nhìn nó dại dại kiểu gì ấy, cái bo này này các bạn ạ. Mình nhớ là hình như cái bo xịn của nó là cái chân này kiểu khác hay sao ạ, không nhớ, không biết có đúng không, bởi vì làm nhiều thì cái lúc làm ngày xưa thì nhớ thôi, nhưng còn bây giờ thì chả nhớ nữa các bạn ạ. Chính nhớ con người nó cả ngày chúng ta không thể nào có lưu giữ được như bọn trẻ con, nó mới lưu nhớ nhớ được lâu. Mình bây giờ hôm nay nhớ cái này, mai lại quên hết, sau làm lại mới nhớ lại. May mà đọc vạch màu ngày nào cũng đọc mình không quên đấy các bạn ạ. Bây giờ cho mình làm công việc khác, chẳng hạn như là đi cắt cỏ nuôi trâu nuôi bò ngày ngày khoảng 1 năm trời, khi quay trở lại đọc điện trở là chả đọc nữa. Bây giờ là chẳng qua là mình ngày nào mình cũng đọc nhưng nó không quên được các bạn ạ, không quên được cây vạch màu ấy. Chứ bây giờ cho mình mà đi làm nghề khác xong rồi quay trở lại thì có khi là quên đấy các bạn ạ. Con này là con điện trở, nó thấy nó hẳn, nó nóng quá, nó nóng nó vàng đấy, con điện trở hạn để đóng dưa le đấy các bạn ạ. Đó, ok, bây giờ lắp lại thôi và kiểm tra, còn bị tiếp thì bắt đầu là động lên VR các bạn ạ, kiểm tra động lên VR trước ấy. Kết quả đây nha mọi người nhá, mình đang để volume music tất cả ở vị trí 12 giờ, tức là khoảng giữa nhá. Mình sẽ bật này, cho tín hiệu vào đây nhá, gạt sang bên này nhá. Thì như thế này thì thử này. Ok nhá. Vế dưới này. Hai vế này nói bé nào các bạn nhá. Và đây này mình còn họ còn mà vế này hầu như mất, mình còn đánh dấu ở đây luôn này, mình còn ghi đánh dấu đây là hầu như mất, vạch vạch cho mình ở đây này. Ok nhá, còn dưới hình như bé hơn hay sao nhỉ. Đúng rồi,
để xem nào, chị đã được trước nữa không? To lên là đèn nó vẫn nháy đều mà. Chết áp trước, có chết áp lỗi à, xử lý lốt. Thôi nó nói đấy là ok rồi. Còn bên này nhá. Đấy. Mát chung mà. Đấy nha, và bây giờ mình sẽ gạt sang đây. Đó. Mình sẽ gạt sang đây, bây giờ 1 và 1, 2 và 2, 3 và 3 nhá. Thì bây giờ mình cứ cho 4 để mình lấy mát đã nhá. Bây giờ mình 1 mình chưa cho vào này, thì 1 chưa có tiếng nha. Đó, và bây giờ mình sẽ cho tiếng vào một này. Đó, bỏ ra thì mất này nha. Tiếp theo này, tiếp theo là cho vào một thì bên hai sẽ không có tiếng đâu. Đó, các bạn nhá. Đó, và bây giờ mình rút cái này ra, mình cho số 2 này. Đó, và tiếp tục 3 thế nào, 3 đây nhá, 3 chưa có tiếng đâu nhá. Và cái 3 đây này, rút vào 3 này. Đó, cảm giác 3 mất bây giờ to nhất thế này. Và 4 thì đang có tiếng nhá, 4 đang ngõ vào đây mà. Đó, rút ra hết. Như vậy là 4 kênh riêng biệt nhau thật nhá mọi người nhá. Con này thì không rõ nó copy hay không. Thôi, qua video chúng ta lại tham khảo một cái ban bệnh mà mình thấy dễ sửa và gặp trên khá nhiều trên cái dòng PA506 này. Cụ thể là chúng ta sẽ quan tâm đến cái chiết áp để chuyển chọn chế độ đầu vào nhé các bạn nhé. Nó hay bị lỗi lắm mọi người ạ. Còn con này mình sẽ kiểm tra tại sao cái này hơi bé này. Có thể là do chiết áp đằng trước đang bị tiếp xúc không tốt nó xảy ra như vậy. Chiết áp của nó thì chiết áp khá là xịn chứ không phải chiết áp trên thị trường ấy đâu các bạn ạ. Mình thấy nó, bởi vì tại sao mình gọi là chiết áp xịn, nó là cái chiết áp nó như thế này các bạn ạ. Mình rút ra nó có cái đúng cái kiểu của PA506, nó kiểu như này chứ không phải là hai cái răng răng các bạn nhé. Thôi video kết thúc nhá, chào mọi người. Mình làm xem nốt xem chiết áp nào xử lý lốt.